gì không? Không. Chờ phút còn rồi. Không, mày để chưa chưa đi, tại tôi đang làm công chuyện nhà, đang chưa xong. Chưa là mấy giờ nó nghe? Cỡ 1-2 giờ rồi. Đi không cha? Đi thì tôi kiếm chỗ cho ông đi chơi. Ê, cái thằng 14 tuổi nó hả, vô đây hoài tôi bức. Ổng nhớ hết trơn à. Đó giống như cái bọc đồ mở cửa mã, ổng giật dưới cái đít giường đó. Em nói với đít giường là ổng biết cái đồ mở cửa mã. Nhớ dài lắm, dễ gì mà. Ê, về bà đừng có nói vụ gạo trong chăn nghe bà ba. Nói nè, để tôi nói bà chưa ghé tôi nói cái nó nói tôi. Giờ đi vô ngồi đi, tôi kêu phê. Giỡn hoài ông nội này nè, ham giỡn. Ê, bà tiếp bà nói gì nè. Còn, sao? Trời ơi, mày còn khổ bước hơn nè, tao mà chưa có gì kìa. Bà vợ xin tao cắt cái nhà còn không có nữa kìa. Ừ. Bà từ thiện cắt nhà không có chỗ nghèo, tao đâu có cho đâu. Rồi, cái đám ở của mã, ừ, ông Toàn ơi. Sao? Cảnh nghèo quá nghèo không? Đưa làm ở của mã, không cho tiền công chức mà đưa mà có mã 100 ngàn buồn để cho nằm hoài. Ở đâu? Đám mình nói chung. Nghèo quá. Mở cái mã chưa? Chưa bữa nay à, ngày mai lên chợ. Mốt cái thằng này là. Ủa là giống như bữa nay đi liệm đó phải không? Ừ. Ta cho 100 ngàn. Ừ. Thì kệ đi nội ơi, thì đời có nhiêu hay nhiêu đi, ta có nhiêu ta cho nhiêu. Bây giờ tính bỏ mở cái mã. Thôi, kệ cái mã cho ta đi. Kệ vậy. Dở là buông ra âm thật từ nè. Đó. Ừ. Mà nghèo. Thì nghèo thì giúp cho ta đi. Thị xã đi ông nội ơi, giúp người này người khác ta giúp hoặc lại. Gì hả? Ờ, thì bây giờ ta cho nhiêu lấy nhiêu đi. Bây giờ nghe lời đi đặt hồ ổn mãi nó đi, kệ làm phước nó đi. Thì tại ta nghèo, ta mới không có tiền, ta cho vậy thì giờ lấy vậy đi. Chừng nào mà đáp vào mà ta cho 50% hả tự. Ừ, ra như triệu á. Không có gì cái cây nữa. Cái nghèo ta cho nhiêu lấy nhiêu đi ông ơi. Ông làm, tôi hỏi ông làm tôi mới chịu. Ông làm phước cho người này người khác, ta làm phước thôi cho ông. Ông hôm rồi kinh thì nó luôn không có bằng xu nữa kìa. Nè, ông đeo quần hôm rồi, ông đi ma đó. Ừ. Nè, tụi ông làm phước thì nó không gì, không có bằng xu. Kể đi. Thì ông giúp người này người khác, ông giúp ông. Mà không phải mà, phải mà ngờ một quá trình mà nói gì nè. Bữa nào bé người đình xuống, lợn nhà ông, lại ông. Ai? Ngày đình ông đe. Trời ơi. Có, tự bà nói, tôi cũng nói. Quần kinh là tôi về hà, tôi không nói gì đâu. Quần kinh đào ra được đi, nó lạnh rồi rồi xong. Thấy khổ ghê. Ông nói với gia đình à, ông nào thương tôi thì đi xuống uống cà phê ủng hộ được rồi. Tôi không có cần cảm ơn cái này. Ý ta nói ủng hộ cà phê ông, đào đám ơn ông luôn. Ừ, thì xuống uống cà phê ủng hộ là tôi vui rồi. Khỏi cần nữa, đền ơn đình gì đâu. Ồ, trời không có cơm bụng mà con chắc. Là cái đám nào? Không có thì nè. Ờ, chạy đi. Được không cũng không? Thì bây giờ làm phước đi, ông làm phước đi. Chán quá ông ơi, buồn quá. Chạy đi, ta có nhiêu ta cho nhiêu. Mà ông quay bận mã không? Quay. Thì bây giờ ông cứ cái thằng nó tên Lê Văn Sơn. Ừ. Thằng ngu cái mặt lúc nữa chứ ghê chào. Đi xịt ớt chết luôn hả? Ừ, hôm nay tôi hết ngủ rồi. Bao nhiêu tiền? Ê lộn bao nhiêu đó? Bao nhiêu tuổi? À, nó nãy giờ 21 tuổi. Trẻ nữa trời. Không phải đâu. Không phải nó chết vì cái xịt. Nó bị chặt cái thẳng gì chỗ đó đó. Cái thằng yếu của mình. À. Thấy máu quá nghèo rồi. Nó đi móc ớt hả? Ừ, đi móc ớt là chết mà đồng ừ, luôn. Trời, nó đang đi vương vào. Nó vương mẹ. Ông làm cho tôi ly trà đường với ly phơi sữa coi. Ờ, đem lên công an huyện cũng được đó. Ông nội sao mình nó công an sợ mình chết. Ông thầy tự nó không có sợ. Nè, nó nói tự tử nằm ớt trong nghe nè. Sao? Thấy má nó quá nghèo, sáng nó cơm ăn nữa. Tự đi vương vào mua mẹ đó. Yeah. Rồi đi móc ếch mà sao chết kỳ vậy? Chặt cái lỗ hàm không có gì ăn gì đâu. Chết rồi nó kêu xuống chứ không có biết cái gì. Ờ, à, là con mắt lòi như ếch luôn hả? Ồ, quá cao trọng luôn. Thì tôi nói ông nghiệp gì lãnh nghiệp nấy đó chứ bây giờ biết cái gì bây giờ.
mà sao đi móc ếch mà lại chết, chợ mới hai mớm tuổi. Phải, trong mình bệnh hả? Có bị trúng gió gì trước mà chịu không nổi đó, chứ thằng nó nói gì nè, nó nói hận, nó nói kêu cậu gió phải mày cạo chân á, bị trúng gió nó cũng còn hơn. Rồi cái nhà nghèo lắm ha? Nghèo lắm, cái nhà bữa xuống ông vương cầu ông gắn gia đình này đi, định đem đỡ đang đi cầu ông đau quay gia đình nhiều lên tiền mà ta đi nổi. Thì chị nào mở cái mã? Nó giữa đắp ruộng. Chị nào mở cái mã? Nằm ở trên chợ mốt cái đó đó. Thì đi xuống dưới mở cái mã đi rồi mình coi cái gia đình ta sao quay lên. Biết cái đâu không? Đâu? Sao hàng chạy đua đi chút mà sao chút mặt phải nữa. Ừ thì bây giờ gia đình ta khổ thì mình quay giúp luôn chứ sao giờ? Không không bè còn có cơm ăn. Thì người ta ngày qua nhỏ con gái tội nghiệp ông bất trời ông chở nó thấy không? Nó nói với ông kia toàn đầu ghét chơi rồi sao không thấy. Ghé ghé là tôi để tính xin cái hình mà cái chú đe ông chết á, tại vì cái ông kia nó có chụp có rồi mình ta đương lục đó anh. Ừ có, người ta nói tôi đương hơn có cái ảnh bay lớn vậy nè, rồi ông phóng to được không? Được đặng cho mình úp lên đặng cho tao thấy cái cảnh ông chết vậy đó. Ừ chứ bây giờ mình xin mà mình nói không có chính xác thì thành ra ta nói thấy được cho không. Ừ đi vậy. Còn ông Lu là tôi có tội với ông là cái chỗ nó của chú Nhật chú đồ thấy không? Ừ thì nói cho bà người, người ta con không có dám vô cho Lu con hở mau gì nữa trơn, còn lại cha cha đừng bây cha, giờ nè cha. Bây giờ ví dụ mình có quay đi rồi người ta có hỏi thầy á thì thầy nói chuyện nào mà có tiền cho là đem lại rồi. Ừ. Chứ đừng có trông. Ừ tại vì quay nhiều người có nhiều người không rồi thằng ra mà người ta trông tội nghiệp người ta chứ không. Ngày mai mình cái cảnh mà gọi ruộng này đẹp lắm. Ở trong đồng luôn hả? Ừ. Mày ủ chút vào hạ nghĩa cái nghiệp nước tới đây nè. Vậy là cái chỗ nó sơ thấp rồi. Ừ. Giữa ruộng. Mà đi không? Đã nó đi á, đi vô cả 3 cây số đó. Giờ đi tới Hà Nội cũng đi nha. Mơ cái trong hơn mình hơi nước uống á. 12 giờ cho dưới còn mấy giờ cũng đây. Ngày mơ hả? Ừ. 12 giờ ta rước thì 11 giờ ta xuống. Ừ. Tôi khỏi điện nha. Ừ. Chỗ này có biết nào mới nha. Chị bà nào có biết. Ai vậy? Dạ, ai vậy? Cái cô đó ai vậy? Nga nè, đi đồng nguyện đâu vậy? Ở số 2. Bên đầu phạt mình hả? Dạ. Thầy tính đi đám thôi nè, chứ thầy. Ừ. Dạ không, tí nữa hả? Vậy hả? Dạ. Nó bưng táo chưa hút đòn? Chưa. Tôi nghe lời ông, tôi cũng để vô hương tôi bận cho em thấy không có gian gì. Hai giờ đi ra cũng bào nói cho tôi mừng cũng bào bí mật đi nếu anh tôi chở đi đâu thì đó đi ông đừng nói không có lên nhà bước đâu. Chào thật cô mới ăn đùi gà đây mà dắt tỏi cũng hơn rồi. Đi chỗ khác, bữa nay đi chỗ khác. Không ừ, không? Ừ, ừ, ừ. Ở nhà buồn. Miễn sao có chỗ cho ông đi được rồi. Ở nhà buồn quá. Bữa nay có một cuộc cừ cho ông nữa nè. Hả? Bữa nay có một cuộc cừ cho ông nữa nè. Vậy hả? Ừ. Tại cái tủ đâu mày? Ở chợ á, đi liền giờ nè con. Ê, mày thay áo chạm ra để mày bận dính xem đau nữa nha. Cái dính giống tao té vậy thật. Dính giống thầy này hai tay gãy hết đó con. Mặc áo dài ổng buộc lên nó quấn cái xe. Chị má thằng cô. Không. Chị má thằng cô. Dạ con hả? Dạ mà con. Đi nó vô cướp nó ngồi nó. Có chồng cũng như không. Buồn mà đi với y vậy đó nội luôn. Ê cũng nông cũng không thua gì mình những kẻ cô đơn
kẻ của đơn không phải cuộc đời. Cuộc đời mà phải biết bạn nói mày gặp cái gì đâu không. Cuộc đời bất hạnh. Bạn cứu mày là mày chết đâu, sáng mày đi dương này. Ông có tò, ông thấy về phương pháp rửa nó thấy ghê thấy không? Vậy như tôi mà không cắt cái nhà cho ông không biết chừng nào mới có cái nhà. Đúng rồi đó, tôi mang ơn chứ ghê. Chị đem lại rồi. Đám bà Tú hầu mình rồi đó, cũng còn. Sao vậy? Nó nói gì nè, nó nói dầm họ, cố bạc gì đó. Ý, người muốn trụng, người đó Là giống như món làm từng đó. Hiểu không? Thầy cũng mừng. Mà quanh có thằng đó quá đẹp trai rồi mà quanh ô gắn kiếm chầu thì má vừa sức kiếm. Vừa sức kiếm nó ra đây nè, tôi cũng còn chọc hoài cái gì. Ngại quá. Thằng đó đẹp hơn thằng kia đúng không quanh đâu? Thằng anh nó đẹp hơn em. Ngại quá, thằng Triệu. Chịu quá, thằng anh thằng chịu. Còn kia làm phú, phú nó bự con nó mập hơn. Anh chịu phú hả? Còn thằng Tài thứ hai đó anh. Tài con bà đó. Rồi ông gặp thằng Tài lần trước đẹp hơn bây giờ nữa cha. Thằng hai con mà cho cũng đẹp chứ. Vậy là bỏ ba thằng trai là ba thằng. Thằng trai lớp chỉ nó mai là 40 tuổi. Thằng hàng kia nó cao hơn hai này không? Cao hơn. Tôi biết Phú chịu không mà đâu biết kia. Tài Phú chịu Phú bằng ơn. Nãy giờ quay vô dù gì vậy nè. Tài chịu Phú. Tôi đành luôn. Nè, bữa nay tôi muốn vô nhà, không vô đám ở ngoài này luôn. Thì chú đồ ra đây tắm dầu. Tôi không phải với anh đi chạy, tôi làm chuyện xong 2 giờ tôi quay lại. Anh chịu đi với ông. Nha. Rồi bên bà gì? Bà không còn. Bên mà bây giờ còn đương ương ví dụ bà Tú mà một bên thì chịu Tụng, một bên không chịu Tụng. Thì ta hồi thì mình hỏi Tụng bằng từ. Chứ giờ tao không có khả năng là mình đang lợi anh Tụng mà tao không có đưa tiền nữa rồi tao không kỳ á. Khổ gì nghe con. Còn nếu mà thầy giống như thầy làm phước được thì thầy nói với người ta là thầy không có cần tiền, thầy làm phước cho con cũng được. Thì cái đó tùy thầy thôi à, giống như người ta không có khả năng thì mình nói gì thì người ta chịu thì làm, không chịu thôi giống vậy. Vậy lát ông cho hay đi. Được không? Nói là đẳng chỉnh tượng rồi thầy đẳng á. Nha, mình trụng không đi cũng còn. Mà đều 6 giờ mấy hả Tụng? Đi với ông chặn này coi. Hả? Là bữa nay từng cái đẳng hả? Mơ lắm. Ngày mơ. Thôi cho hay chi, thấy bút đòn. Thì ai biết đâu. Bây giờ ý mình trụng đẳng miễn phí hay sao? Không nói tôi nghe coi. Mà thầy thấy làm miễn phí được không? Chắc nó không có khả năng hay là chuyện gì đó thì giờ ta hồi thôi chứ thầy ơi. Thôi mình khỏi ghét, khỏi nói gì hả? Người ta hồi chắc có chuyện gì người ta mới hồi chứ không phải là gì đâu. Nghe không còn. Thì tùy duyên đi chứ giờ biết sao giờ. Mà phải nhà hai mướt phải không? Không, không phải nhà hai mướt, chọn biết trước là không phải nhà hai mướt, không phải nhà Khánh Linh luôn. Chắc cái nhà cho đe đó chứ gì. Đe nào? Không mà hôm qua mình đi đó. Đâu có, lên trễ làm chi? Đi chỗ khác. Mày gắn nó bút tròn. Nè. Sẽ có chặn từ nè. Quyết liệt luôn. Ông nội ơi, cái nhà Khánh Linh cái gì? Không. Nhà Khánh Linh đi rồi, đi chi nữa. Mình đi chỗ khác. Tôi nghe cái nhà mai mướt quá.
không được cái điều tra nữa mà để họ bất ngờ đi, ta chở đi đâu gì đó đi. Điều tra hồi bởi tập lum bà nội cha ổng xuống hả tao qua bên kia mượn ta điện cho ông để nó biết cùng chuyện đó. Giờ chưa biết cái bấm máy nữa hả? Chưa. Xài phải điện thoại bấy nhiêu năm mà không biết bấm trời. Đó, ông chỉ vô lại con Phúc Toàn, tôi không biết nè. Nè, ông ngồi đi, tôi chỉ cho. Đâu đi rồi cái máy này nè. Được. Rồi, thấy không? Anh đem này anh giấu đây nữa nè. Ừ. Thì ông được các con hiếu nè. Sáu cái ưu điểm của ông là có hiếu nè. Thương chị thương em nè. Rồi cái nhược điểm của ông nè là sân si nè. Nổ. Dưới gì nữa không? Má hồ, má quầy gầm đùa một lời còn đứng kìm hồ không má. Dưới biết cái gì nữa không? Đồ tan. Dưới sinh thường sạch về hoài không chỗ treo. Thôi, phải nhiều đủ rồi con không dám. Nó bây giờ là đẹp rồi đó. Ông thích treo hình Phật lắm hả? Thích. Hãy có tấm nào nữa. Để bữa nào tôi cho món quà cho ông khoái lắm. Ừ. Món quà này là tôi bảo đảm ông là ông ok liền, ông thích liền. Cái đồ nãy đó, cái sáng rồi của nó này cũng đẹp. Để bữa nào tôi cho món quà tuyệt vời luôn. Ừ. Ông gặp là ông ngoài liền. Mà bây giờ cưới ông cái gì nữa này, không có nổ nữa. Thôi. Rồi vậy mưa 2 giờ ông đợi. Ừ, pha nếu pha hết nữa hả? Ừ. Còn giải quyết cái này nữa nè, chưa đâu. Quá à, cù cưa đặng bỏ 2 giờ không kêu ta đi. Thế này vô đây tôi giải quyết cái này nè. Đi. Đi vô đây. Biết gì chưa? Chưa. Vô đây. Đây. Vô phòng nè. Không kêu tôi đâu, tôi về cũng đi chứ. Vô phòng. Đâu. Rồi khòm xuống pha dưới đất giường. Trời ơi. Trời ơi, sao đem về hoài chứ trời. Mày hại quà cái đó đó. Có là đổ ra phải không? Đó là tôi đem giấu không đó, nói vậy đó. Vậy để giờ tôi đem đốt nha. Ừ. Ôi, trời ơi, thầy ơi, ngồi xuống đi, ngồi giẫm đi. Ngồi giẫm đi, đem về chi hoài, bắt tôi đốt hoài. Về đi vô quẹt năm chút cái. Ừ, tôi nói chấp ông vậy qua sao đừng có la tôi. Đi giúp mấy thằng em đi hoài. Tôi nói dốc ông Hoàng, ông đừng bỏ ra. Biết thằng La không đi hoài. Hoàng, ông quýnh quá đó, tôi vừa sợ. Nè quý vị, một đống luôn. Không có đâu, có cái quần hẹn qua ra bờ ruộng đó. Thả tàn cho bà bên Mỹ đó, ông vô. Của bà hát đó, phải về không có được đó. Cái gì không được đó, không còn. Ở đây còn bọc nữa nè quý vị. Ông đem gì chi mà ông đem hoài vậy đó trời ơi. Mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy bác làm ơn làm phước. Đừng có đưa ba cái đồ này về cho ổng nữa, không có đốt được đâu. Này gì đây? Nè quý vị thấy không, đồ tan nè. Một đống ở đây nè. Đây một bịch nữa nè, thấy chưa? Quý vị làm ơn làm phước đừng có đưa ba cái đồ này về cho ổng nữa. Nó là hai bịch luôn nè. Về dục rồi nó ô nhiễm môi trường. Gì? Cái này nước nhẹp mà sao cháy đây. Đồ
đồ tan không nào quý vị, vô đừng có đưa ông nữa. Nó ướt nào có cháy đâu. Ông biết hôi mà ông đem về hoài. Bé Xuân Mai quậy hoài nha, đem đồ về hoài luôn. Phái thờ Phật, phái hình Phật. Cái màn này nè chị, hai miếng nó ăn có 100 ngàn. 100 ngàn hai miếng, nó mai luôn cho mình đó. Đã đâu có mắc miếng có 50 ngàn nè. Chào quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh cho thầy Thuận nhận nhút bạc. Thầy Thuận cảm ơn quý vị rất nhiều.